Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với cái diện tích là 43m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, công năng sử dụng rất là hợp lý, nằm ở trên mặt ngõ, ô tô có thể đi qua với hướng nhà là hướng Tây Nam. Thiết kế của ngôi nhà 3 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được ngay, cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn. Với vị trí của ngôi nhà này thì nó giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với địa phận Hoài Đức, cụ thể thì nó thuộc Đại Thành Quốc Oai quý vị nha. Đại Thành Quốc Oai thì rất là rộng, tuy nhiên với cái vị trí ngôi nhà này thì nó rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường Đại học Phenica. Mời quý vị vào khám phá ngôi nhà cùng với Ngọc Ánh. Diện tích rộng, thiết kế công năng sử dụng rất là hợp lý. Với phần tầng 1 của ngôi nhà là phần thiết kế phòng khách cho quý vị đây. Cửa chính thì thiết kế là cửa cuốn điện. Hướng nhà thì là hướng Tây Nam. Giá bán chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút thì cái giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả, dưới phần bình luận để cho quý vị có thể tham khảo. Căn nhà này điện nước lắp đặt xong hết. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Tầng 1 thiết kế rất rộng. Mặt tiền của ngôi nhà là thiết kế được khoảng tầm 3m6 mọi người ạ. Mặt tiền tương đối là thoáng, rộng. Và với cái thiết kế hợp lý, với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Tất cả những căn nhà Ngọc Ánh quay gửi tới cho quý vị sổ đỏ chuẩn chỉnh, đường hướng giá, tất cả mọi thứ đều chuẩn chỉnh, mọi công năng sử dụng đều rất là hợp lý. Tầng 1 đây thì thiết kế phòng khách, trong đây là phần phòng bếp. Phòng bếp của ngôi nhà thiết kế rất là hiện đại, thông, thoáng, hệ thống trần thạch cao, nói chung lắp đặt xong hết. Tủ bếp, khu vực để tủ lạnh riêng, tủ bếp thiết kế đầy đủ công năng. Tủ bếp thì thiết kế gỗ MDF, chống cong vênh, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều lắp đặt đầy đủ rồi. Theo đúng như hiện trạng, căn nhà này quý vị xách vali về và ở được ngay. Ngoài ra, tầng 1 thiết kế cho quý vị phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ công năng luôn, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên các tầng sử dụng của ngôi nhà, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế ở đây, cổ trụ, tay vịn, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc, cổ bậc thì ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, ánh sáng tự nhiên, cửa sổ thông thoáng. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 3km thôi mọi người ạ. Đồng nghĩa với việc cách với trường Đại học Phenica nó khoảng tầm 3,8km. Nói chung xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, đi lại thuận tiện. Cũng như là về cái tiện ích cơ sở vật chất xung quanh, đường, xá, chợ, trường, phường, trạm đầy đủ. Đây, phòng ngủ phía bên ngoài rất là thoáng. Với cái hướng nhà này là hướng Tây Nam, ngõ này thì ô tô có thể đi vào được. Nó nằm ở trên trục ngõ nhà nước, không phải nằm trên ngõ đi chung quý vị nha. Cho nên có như thế nào thì em sẽ chia sẻ với quý khách hàng là y như vậy. Tất cả các cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài ra tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau thì phòng vệ sinh đặt ở giữa. Thiết kế đầy đủ trong phòng vệ sinh, bồn cầu, vòi xịt cũng như ở đây hệ thống sen cây tắm, lavabo, bàn đá. Đầy đủ công năng cho quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rất là rộng. Đó. Siêu rộng. Đây là phần xung quanh dân cư phía trước. Rất là đông. Tiếp theo. Phần sân phơi quý vị ạ. Thông thoáng. Đây là phần sân phơi. Công năng sử dụng hợp lý, diện tích rộng và dân cư phía sau đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.